hơi quá lý. Cha luôn, không phải gì phải ngắn cả. Như mình đã nói trước đây ấy, thì những cái game crack thường nó nhẹ hơn rất là nhiều so với bản game chính. Cho nên các bạn cứ thử những chế độ cao cao một chút nhá, cho dù máy các bạn không đủ yêu cầu tối thiểu của game, được chưa nào? Vẫn có khả năng chơi được ấy. Anti-lag cái nào là hiệu suất, hiệu năng cao nhất nhỉ? Quên sứ rồi. Có để mặc định nhỉ. Rồi apply nhá. Sau đó mình sẽ vào lại campaign. Bây giờ mình sẽ tiến hành chơi, đó là new game. À quên, option nữa nhỉ. Lướt qua cái phần control nữa. Reset control movement ở đây. Các cái nút sử dụng trong game này các bạn nhớ học thuộc nhá. Action. Đó. Cũng không quá nhiều đâu. Lúc rồi. Mouse sensitivity. À, mouse sensitivity chắc phải vào trong ấn chỉnh được. Mình sẽ vào new game thử nhá. Nó tự động lưu game cho chúng ta. Rất là tốt. Hát nào. It was a different time, a different enemy. Hình ảnh thì được cải thiện rất là nhiều, nhưng mà thật sự nội dung của game cũng như chất lượng của game bị đánh giá rất là thấp. Mình không hiểu lý do tại sao nữa. Mình không phải là chuyên gia đánh giá về game, cho nên là mình cũng chỉ đánh giá theo khía cạnh từ một người chơi thôi. Thì mình thấy nó cũng khá là ổn, tạm tạ. Đủ chơi, đủ tạo sự thú vị. Còn về mặt chuyên môn sâu ấy thì có vẻ nó khá tệ. Nhưng không sao, chúng ta vẫn đào về vật chiến đúng không nào? Hơn Pikachu là chơi hết. Rồi, game vào rồi đây. Sao để tua nhỉ? À đây. Không tua được các bạn ơi. Ra buộc xem cái đoạn phim hãm lành này. Vẽ cái gì mà đây? The sand stuck to their skin like a shroud. Changing them. Trông căng vậy. Ứng effect họ làm rất là đẹp. When the enemy drew near, the remaining 14 quân địch nhìn trông cun ngầu không? They were like hunters that couldn't be seen. Using stealth, their enemies couldn't defend. Càng đét các bạn. Ammunition, they used their blades. Hình ảnh mang tính trừu tượng rất là cao. Survived. He was picked up in the desert, wandering aimlessly, traumatized. He expressed warnings to others of a force so menacing that intro of Chronicles of God. It could only be described as supernatural. He called them trái tim. Ghosts. Được rồi, xong rồi, xong phần intro rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vào game được rồi. And this really happened. Này, hình ảnh rất sắc nét các bạn ơi. Come on, Dad. Come on, Dad. Come on. Next that's it. Come on. Let's head back to the house. À, quay lại ngôi nhà nào. Let's go. Chạy nào. Shake a leg. Chạy nào. Ui, tốc độ chuột cao quá các bạn ơi. Các bạn đợi chút nhá. Mình sẽ vào phần control option. Lúc giảm nữa xuống. Nó vẫn hơi cao tí. Các bạn cứ điều chỉnh sao cho phù hợp nhất với cách chơi của các bạn. Các bạn thấy thoải mái nhất là được. What the hell? Chỉnh nhẹ khoai nhỉ? To freak the hell out of your mother. Ôi xài tạm ấy. Ấy, đây với. Ship không được các bạn ơi. Cái gì vậy? Động đất à? Wind starting to pick up too. Nhanh nào. Ôi. Ôi động đất rồi. Ôi cái cây. Về nhà ngay. Có vẻ gì đó không ổn rồi, núi lửa hay là gì đó rồi vậy. Cột khói cao ngất ngưởng rồi các bạn ơi. Oh shit. Hình như núi lửa phun trào rồi. Hay là một quả bom ra. Ê cái xe. Màn hình rung lắc dữ dội quá các bạn ơi. Oh
Rồi, chia ra, mỗi người một nhiệm vụ rồi. Chúng ta sẽ lên nhà ông kia đi đâu đó. Nhanh nào, chị chậm vậy. Chúng ta là Logan à? Shit, cái gì vậy? Nhanh. Quát nào. Nhanh lên, sập nhà bây giờ. Trời ơi. Cái kiểu chơi game sinh tồn này các bạn ạ. Mới vào đầu game thôi. One, hop, boom. Cái gì đấy? Ơ, sao rồi? 15 phút trước á? Really? Đây là 15 phút trước khi chúng ta ở dưới căn nhà đó, ở một nơi nào đó ngoài vũ trụ. Ôi, nhìn đẹp quá các bạn ơi. United States. Chúng ta sẽ được vào vai một nhà phi hành gia. Ấn C để bay xuống, ấn Space để bay lên nhé. Cảm giác tuyệt lắm các bạn ơi. Mặt trời kìa. Trái đất kìa. Ở đâu? Đây. Mosley, airlock C is ready for arrival. Wow. Tuyệt nhỉ. Nếu mà thực sự tận mắt được ngắm nhìn trái đất như thế này thì chắc không còn gì tuyệt vời bằng. Tiếc rằng đây chỉ là game mà thôi. Chúng ta đang ở trong một con tàu không gian. Hey Baker, give me a hand with the unload. Yeah. Oh, what the fuck? Shit. Oh, chết mấy ông kia rồi. Tàu không gian này có vẻ đã bị tấn công các bạn ạ. Shit, xuống mới rồi. Sao đánh nhót anh, ấn nút gì đấy? Ấn nút gì các bạn ơi, Mouth to shot. Cái gì mouth to shot, mình chưa kịp đọc nữa, what the fuck. Give me the gun. Sao qua đoạn này nhỉ? What the hell? Đây rồi. Kéo chuột sang phải nha các bạn. Rồi, súng trong tay chúng ta rồi các bạn ơi. Gì rồi? Đứng giữa đây anh. À, các bạn đợi chút nhé, để mình xem cái swap switch weapon ở đâu. Ở action 1 và 2 à? San Diego locked. Phoenix locked. Targeting Houston. Có đi à? Một súng rồi. Đang tới, đang cố gắng rất nhanh. Căng, bắn nhau trong cái tàu vũ trụ. Chết vãn rồi các bạn ơi. Gì đấy? We're scuttling the station. I'm sorry, Mosley. Ôi.
À, nó bắn một quả tên lửa xuống trái đất các bạn ạ. Thảo nào có cái vụ nổ vừa rồi mình cứ tưởng núi lửa các bạn, nhìn kìa, nhìn kìa. Nó bắn hai quả rồi. Shit. Đang tới, đang tới, đang tới, đang tới. Ui. Ôi, thế này sao sống? Shit. Ui. Này khả năng chết rất là cao các bạn ạ. Nghe nói nếu mà ra ngoài như này mà không còn đủ oxy để mà quay lại con thuyền nữa thì chết là cái chắc. À quên mất, mình còn một vài chức năng nữa mà mình muốn điều chỉnh. Home mode look, free look, look up, look down, center view, movement, hold front, hold break, hold arm đâu nhỉ? Hold arm đâu ta? Broad front, chain stand, screen hold break. Đâu ta? Không ổn rồi, không ổn rồi, không ổn rồi. Phải restore lại các bạn ạ. Không am đâu nhỉ? Oh, what the fuck? Chết từ đầu á? Really? Thôi được rồi. Nếu mà đã bắt buộc phải chết từ đầu thì có lẽ mình sẽ dừng lại luôn. Quá trưởng thật. Các bạn nhớ setting cẩn thận nhá. Setting sai rồi restore lại đã bắt lại chơi lại từ đầu ấy. Thế nào? Như vậy là mình đã hoàn thành video hướng dẫn các bạn download và crack tựa game Call of Duty Ghost. Đây là một bản sau của phần Modern Warfare. Các bạn có thể download về và chơi thử nhá. Hy vọng các bạn chơi game vui vẻ. Được rồi. Chúc các bạn download game thành công nhé. Chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Các bạn nhớ subscribe channel cũng như like fanpage Facebook để có thể cập nhật những game mới nhất mà mình chia sẻ nhé. Chào tạm biệt các bạn.